cũng vẫn như thế thôi. Ngày hôm qua thì cả một cái viện kiểm sát lớn như thế, không có người. Còn ngày hôm nay thì cũng có người, nhưng mà họ từ phòng 7 họ chỉ lên phòng 4, từ phòng 4 họ chỉ xuống phòng 7. Đấy là hai cái nơi mà một nơi thì tiếp nhận cái đơn của mình và một nơi có thẩm quyền giải quyết cái đơn của mình. Và họ cứ đẩy như thế 4 vòng. Cái lúc mà bức xúc quá mà không nhịn được, cứ cái nói những cái việc đơn giản như này mà không giải quyết được thì các anh sẽ phải giải quyết những sự việc lớn hơn nữa. Và họ rồi cũng đẩy đưa, họ cũng trốn tránh và họ khóa tất cả các cái cửa phòng mà chức năng lấy lại. Xong họ đi kinh. Cho nên là thực sự mà nói mẹ con tôi là bất mãn bức xúc với những cái việc mà họ làm, bức xúc với những cái hành vi của họ. Phòng số 7 là cái phòng phụ trách về cái gì, và phòng số 4 là phụ trách về cái gì, và ai là người phụ trách ạ? Phòng số 7 là phòng phụ trách về tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Phòng 4 là phòng giải quyết về các cái khiếu nại thuộc về giam giữ và cải tạo. Khi con tôi gọi điện thoại lên phòng số 4 thì ông trưởng phòng bắt máy và nói là tôi đã đi công tác rồi. Nhưng mà con tôi nói rõ là ông ơi, đây là số máy bàn và ông đang nói chuyện bằng máy bàn với tôi. Thì ông ta cúp máy cái bật xuống, sau đó là khóa cửa đi. Chúng tôi từ phòng, từ lầu 1, từ dưới đất mà lên đến trên lầu 4 là ông đã khóa cửa và trốn đâu mất không biết. Sau đó là một số nhân viên đi lên và chỉ cho tôi xuống dưới lầu 1 để vào phòng 7. Phòng 7 lại nói chúng tôi đã chuyển bộ đơn lên phòng 4 rồi. Lên phòng 4 thì là hoàn toàn cửa lại khóa. Đi như thế 4 vòng và vẫn không có người giải quyết anh ạ. Đây là cái cách mà đùn đẩy trách nhiệm cũng như là né tránh trách nhiệm. Thì là chắc chắn một điều là họ phải chờ chỉ thị của cái cấp ta hơn nữa. Và họ chưa có gì để trả lời cho mẹ con tôi. Nhưng tôi bảo tôi đâu có yêu cầu họ giải quyết. Nếu mà họ chờ chỉ thị thì họ cứ nói họ chờ chỉ thị. Và nếu mà họ không có trách nhiệm giải quyết thì họ cứ nói họ không có trách nhiệm giải quyết là chúng tôi đi. Nhưng mà họ không dám nói. Họ không dám trả lời bất cứ một cái gì và cũng không dám ra bất cứ một cái văn bản nào anh ạ. Ông viện trưởng viện kiểm sát, ông xác nhận về cái chuyện mà ông biết được cái thông tin của ông Nguyễn Văn Hải ở trong trại giam số 6 thì cái hôm nào và ông ta nói như thế nào ạ? Dạ, cái hôm đó là hôm 22 anh ạ. Ông có các bạn đi đông, chắc là hôm 22, đúng rồi, chính xác 22. Thì cách đây là cũng đã 3 hôm rồi, thì hôm nay thì không có ông viện trưởng viện kiểm sát Nghệ An ở đó. Không có ai hết. Tôi đã nói rõ là ngày hôm qua hoàn toàn họ để vườn không nhà trống. Còn ngày hôm nay có người thì người hành xử như vậy. Chỉ tới chỉ nuôi chỉ để cho những cái phòng ban kia có việc để đi vắng. Không có người ngồi. Và một số nhân viên ở các cái phòng khác thì tố ra đứng lộn nhộn ở đấy. Thì tôi cũng chắc các bạn giúp đỡ họ đưa cái hình ảnh lên để cho anh xem. Tố ra ngoài họ đứng lộn nhộn ở đấy thôi. Họ cũng không vào trong phòng để cho mình biết là người của nhân viên phòng nào. Gia đình thì có trở lại ở trại giam và có liên lạc được với trại giam, và họ có nói gì trong ngày hôm qua ngày hôm nay không ạ? Họ nói rằng họ đã hết trách nhiệm giải quyết. Và bây giờ buộc chúng tôi phải đến một cái cấp cao hơn nữa để giải quyết cái việc này cho nó đến cùng với sự việc. Dạ, nhưng mà họ cho biết là cái cấp cao hơn là cấp nào không, thưa bà? Họ không cho biết đâu, tự mình phải đi thôi anh ạ. Chứ họ không trả lời mình một cái chuyện nhỏ nhất như thế, họ còn không dám trả lời thì họ đâu có dám cho cái địa chỉ của cái cấp cao hoặc là cái cấp nào mình cần phải đến. Không bao giờ dám, chỉ vì trả lời có giải quyết hay không cái đơn thôi. Rất là đơn giản, tình tôi đã nộp đơn và ở đây đã giải quyết như thế nào. Một câu hỏi duy nhất mà đi trong vòng mấy ngày trời như thế, họ sẵn sàng bỏ công ăn việc làm, khóa cửa, chứ không dám trả lời mẹ con tôi là đã giải quyết hay đã chuyển đi đâu hoặc đã làm cái gì. Chỉ quanh quẩn ở trong cái phòng đấy, từ phòng 7 đến phòng 4, từ phòng 4 đến phòng 7. Dạ vâng. Họ đùn đẩy ngày hôm nay tôi phải đi lên đi xuống đấy. Kiểm sát nhân dân Nghệ An 4 lần. Trước đây thì gia đình cũng có nói là sẽ gửi đơn lên cho ông tướng Cao Ngọc Oánh mà phụ trách về cái cục trại giam, thì gia đình có gửi chưa và có được đáp ứng gì chưa ạ? Chúng tôi đã gửi đơn đi các nơi để thông báo về cái tình trạng này, cũng như là đưa đến các cái cơ quan chức năng, nhưng mà hoàn toàn là họ lặng thinh hết. Tôi nghĩ rằng họ cố tình bưng bít thông tin để khi ông Trương Tấn Sang xong việc về nước thì họ làm gì họ mới làm. Vì bây giờ nếu có chuyện gì mà dư luận bên ngoài biết được thì cũng giống như là giả vào mặt ông ta thôi. Chứ còn tôi chắc chắn một điều là họ sẽ bưng bít cho đến khi nào ông Sang về nước. Ông chấm dứt cái cuộc công du này thì may ra mới có những cái phản hồi mà có thể mình biết được cái chuyện tiếp theo. Nhưng mà hôm nay là đã 33 ngày ông Hải tuyệt thực ở trong trại giam rồi. Gia đình chúng tôi đã tính từng giây từng phút, cho nên ngày hôm nay tôi rất là nóng giận.
tôi bảo là thân nhân của tôi đang chết từng giây từng phút, mà đây các ông chờ trình tự pháp luật để các ông nói rằng là sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật. Và vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, mà nơi này là cái nơi quyền lực cao nhất kiểm tra giám sát những cái việc làm của các cơ quan công quyền, mà lại trả lời tôi như thế thì tôi khó nói lớn. Và tôi bất tức, tôi nói tôi sẽ giải quyết cái vụ việc của tôi chiều hôm nay tại cửa cổng của Viện Kiểm sát Nhân dân này. Thì lập tức họ gọi công an các thứ đến rất đông để mà bao vây chúng tôi. Tôi và một số các cái bạn bè khác với con tôi. Một điều nữa là cũng là một cái điều khẳng định, nơi này không phải là nơi giải quyết vấn đề của ông Hải, cho nên luôn luôn họ né tránh để cho cái chỉ thị của cấp trên nữa cũng được trước khi họ trả lời tôi. Thì đây có thể mình có thể khẳng định thôi, thì những cái việc họ làm mình có thể khẳng định là miền Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết đeo phôi tay. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên an lòng, vùng tam biên lửa máu, từ vực sâu hận thù dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi cùng lên giữa bao tang, anh em ơi cùng lên giữa sông lam, anh em ơi nếu có còn ta mới còn tự do là còn cơn no. Bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc vôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên an lòng, vùng tam biên lửa máu, từ vực sâu hận thù dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi cùng lên giữa bao tang, anh em ơi cùng lên giữa sông lam, anh em ơi nước nước còn ta mới còn, còn tự do là còn cơm no. Thank you.
và trong vinh quang, bên công lao mong muốn sương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn được trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu chiến đất thêm sơn hà. Yeah.